bởi danh nhân tuổi Dần lẫy lừng trong sử Việt. Thứ nhất, vua Trần Thái Tông. Thứ hai, nhà sử học Lê Văn Hưu. Thứ ba, nhà bác học Phan Huy Chú. Thứ tư, trí sĩ Lương Văn Can. Thứ năm, chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ sáu, tổng bí thư Lê Hồng Phong. Thứ bảy, đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Chân dung lịch sử, ghi tạc anh hùng, thổi bùng hồn Việt.